Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã quay trở lại với kênh Sài Gòn TV 123 với một video mới tiếp theo. Hiện tại tôi đang đứng ở góc đường Webster Lê Lợi. Hôm nay là tối thứ bảy, 29/4/2023. Mời quý vị và các bạn theo chân Cường thả bộ đi trên cái con đường Sài Gòn của ngày cuối tuần hôm nay nhé. Ngày cuối tuần mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe, an lành, tràn đầy niềm vui và thật hạnh phúc bên gia đình yêu. Hiện tại là 7:20, quý vị có thể nhìn thấy ở phố đi bộ Lê Lợi đã rào hàng rào trắng ở trước đường Webster. Vào những dịp lễ và những dịp cuối tuần thì ở cái góc đó đã chặn không cho xe cộ đi vào ở trong phố đi bộ Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình có thể an tâm thả bộ đi ở cái con đường phố đi bộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi này. Quý vị có thể nhìn thấy hôm nay ở phía trước đường Nguyễn Huệ thì có nhiều du khách trong và ngoài nước chờ đợi đi xe bus trên cao. Nhưng mà hôm nay là quý vị có thể nhìn thấy rất là đông người xếp hàng nha quý vị. Ở cái nhà hát thành phố cũng có một số người xếp hàng dài để chờ đi một chiếc xe bus trên cao. Nhiều du khách nước ngoài châu Á cũng tham gia và cả khách châu Âu nữa quý vị. Đây phải chờ xe bus đến bởi vì có một số xe bus đã chở một lượng khách đi tham quan du lịch ở cái các con đường của Sài Gòn. Đây quý vị có thể nhìn thấy ở phía trước nhà hát thành phố này, cái con đường tự do xưa thì phải xếp hàng nha quý vị. Mới lần lượt tới phiên mình để mình đi trong cái tuyến xe bus trên cao này. Hôm nay rất là đông người xếp hàng dọc ở trên cái con đường này quý vị. Cường xin mời quý cô chú chị và các bạn cùng Cường thả bộ và đi đến con đường của Sài Gòn để mình xem tình hình của cái ngày hôm nay như thế nào nhé. Đây có một chiếc xe bus vừa mới chở các du khách đi, bây giờ về và sẽ chở tiếp các du khách tiếp tục nha quý vị.
đây quý vị có thể nhìn thấy các du khách xếp hàng dài dọc chưa từng thấy luôn quý vị. Cường hôm nay cũng mới thấy hôm nay là coi như có nhiều du khách xếp hàng để đi cái chuyến xe bus trên cao nè. Có nhiều khách du lịch và khách nước ngoài, châu Á và châu Âu luôn quý vị. Đây là góc đường Công Lý xưa và đường Lê Lợi. Đường sẽ tiếp tục đi xuống dưới chợ Bến Thành. Xem tình hình ở dưới hiện tại như thế nào nhé. Bây giờ trước tiên là đường sẽ qua bên cái Sài Gòn Center cho quý vị xem ở phía ngoài này. Có lẽ lễ hội hoa anh đào của Nhật không quý vị, thành ra đang trang trí ở phía ngoài này những ngày nay đó. Hay còn có gì thường qua đây thì ghi nhanh cho quý vị xem. Nói chung hiện tại cái ngày hôm nay với cuối tuần thì Cường thấy ở chợ Bến Thành Sài Gòn
thì vắng vẻ, không có như trước. Bởi vì hiện tại mọi người đang tập trung ở phía trên cái con đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ lên ở đó để chơi. Còn ở đây thì coi như vắng, không có người xuống đây để chơi trước chợ Bến Thành Sài Gòn. Quý vị có thể nhìn thấy ở phía ngoài của chợ Bến Thành, ngay cái góc cột thì đã trang trí đèn chiếu sáng dọc theo cái cột ở phía ngoài của chợ Bến Thành Sài Gòn. Đây ánh sáng chiếu rất là đẹp. Xin phép tạm dừng và khép lại video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng hành trên kênh Sài Gòn TV 123 của Cường. Bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình yêu.